Rồi ok, hello chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người xem một chiếc Accenture 2010 côn tay up full 150 và dọn zin, nhưng mà kiển cũng có lên một số món, ví dụ như là trợ lực, đĩa da z, rồi một số thứ lặt vặt nhỏ thôi. Rồi bây giờ mời anh em cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình sau 3 tháng mình hoàn thiện nha. Rồi trước mặt mọi người đây là chiếc côn tay 2010 côn tay mình đã dọn xong ha. Thì thật sự có thể nói là xe này mình dọn, có thể nói là mình gọi là mình tiết kiệm nhất có thể cho em này luôn rồi ha. Thật sự là không thể nào tiết kiệm hơn, tại vì có những thứ mình bắt buộc, mình thường những xe khác mình sẽ hay, nhưng mà xe này còn xài giữ lại chứ mình không có quan trọng là đẹp hay xấu nữa. Tại vì nói chung là mình cũng muốn tiết kiệm chi phí, hay là nó quá chi phí ban đầu dự tính của em rồi ha. Rồi nói chung tại vì nó vướng cái phần làm máy, tiền làm máy rất là cao, và xe này mình tội dọn tổng giá trị là 32 triệu 600 mấy chục ngàn, mình không nhớ ha. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem một số chi tiết. Và xe này thì thật sự là tiền công mình sẽ lấy cao hơn những xe khác, tại vì mình phải làm trợ lực nè, rồi những thứ là lặt vặt cũng rất là cực, xăng tính điện nữa nó cao hơn mấy xe khác, còn những thứ còn lại thì đa phần là giá rất là bình thường, không có gì hết ha. Và thậm chí là dàn áo này mình còn làm màu nhầm cho em đó nữa, nhưng mà thì mình dàn áo này mình bán cho em đó là mình bán không có lời luôn đó này kia ha. Rồi ok thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ review chi tiết cho anh em xem để anh em đỡ thắc mắc hơn ha. Rồi tiếp tục là nhỏ nha mọi người, thì xe này của một anh trai chi để đến gửi mình dọn. Nói chung là cái tình trạng ban đầu của xe này mua lại của người ta, người ta cũng dọn sơ sơ rồi cũng còn mới rất là nhiều á, nhưng mà anh muốn dọn lại thì mẫu khác với lại cho nó mới hơn nữa, và làm luôn cả máy luôn ha. Thì xe này dàn áo với này kia có đi ốc ốc hái gì nóc ha, rồi sẽ lên một số cái ốc salaya cho ảnh này kia, nó là cho mày giật giật. Thì bây giờ tiến hành mình gỡ cái dàn áo ở trước, đồng hồ thì kim là thứ hai ha, bánh thì anh chỉ là xin bôi, bánh thì giữ lại. Cái nước này thì cũng sẽ dày chỗ thôi, mình sẽ nắn bẻ lại. Máy móc thì xe này máy nó hơi kêu thì lấy lát mình tháo ra, mình sẽ cho anh nghe máy luôn á, và làm kêu mình làm full máy nè ha. Nhưng mà xe cũng còn mới, dọn cũng khá là ổn, nhưng mà muốn cho nó hoàn hảo hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay bên trong cho người xem và nói sơ con xe này ha. Nói chung là đồ đạc thì kia này kia cũng còn ok thôi, mọi người thấy ha, lúc nào cũng vậy hết á. Trước tiên là cái con ẹp luôn bị gãy cụm cái này nè đó, cho nên mình luôn luôn có hai cái cụm gai cái này nè ha. Mọi người thấy là người ta bùa, người ta làm lại chích này ha. Nói chung thì là khắc phục chạy đỡ thôi, nhưng mà có điều kiện khi dọn anh em cứ thay hết đi ha. Rồi xe này thì ở trong rồi kia mấy cái ống này cũng còn ok mọi người, không có cái này bị rách này ha, rách không biết mua có hay không đó. Xe này lên sạc, sạc là sạc gì, HSB không, không biết sạc gì ha. Cái chỗ này nó bị rách rồi, biết ống này mua có hay không, lấy ống xăng xài đổi cũng được ha. Rồi máy móc thì để mình cho mọi người nghe ha. Stop chân ngay chỗ này ha, là người ta đã gắn đĩa sau á, người ta hàn cái chỗ để gắn cái bát tới mọi người. Thì bây giờ cắt bỏ luôn rồi cho chiếc xe rồi dọn lên luôn.
Isuzu này ha. Máy xe này là có làm rồi nha mọi người, cho nên là mình giờ làm lại khuôn cục này ha. Nói chung là xe đã làm rồi nên nó không có sợ mất zin đâu mà lo, nên sợ mà làm lại cho nó ngon chạy nó ok im ái được rồi ha. Rồi giống vậy thôi, mình sang con để kiểm tra bình nó phụ rồi kia. Bây giờ mình cho mọi người nghe máy ha. Máy xe này nó khi mà nóng lên nó kêu lắm mọi người. Giờ nó im. Thứ nhất là giọng nồi hơi lớn nè. Thứ hai là giờ nó hơi lơ rồi. Rồi có tiếng xin cam kia nữa. Lúc mà nóng nó máy là nó kêu nó vũ ghê lắm mọi người. Đó, nói chung ở đây là chủ xe đã nghe rồi, biết thế thì chủ xe có nhờ mình làm lại khuôn cục máy này luôn. Và mình đợt này mình sẽ làm lại, cố gắng làm đôi với chủ xe nha, không có để giờ cái mình chèn trước cái đâu. Thì đợi sẽ làm hoặc phải làm mình tự làm là cái ăn nhất. Rồi bô thì cái nào đã khoen ốc làm mất bô bắt rồi, mình sẽ giờ bô zin. Cái bô thì còn mới một rồi. Đó thì quay tình trạng sơn rồi xem đi thôi. Rồi thì mình mới chạy đi lấy xe này về, thì xe này bỏ làm máy hán mọi người. Và bây giờ mình đã chạy nãy giờ cũng hơn chục cây số và xe này cũng máy này đang khá là nóng ha. Thì mình sẽ cho quay cho anh em nghe chính xác cái tiếng máy xe rồi sau khi xong luôn ha. Đó thì khi thu âm qua điện thoại thì sẽ nghe chính xác hơn qua những cái máy ghi âm này nha mọi người, tại vì qua những cái kia nó sẽ bị vô lọc bất tiếng đó. Bây giờ anh em nghe ha. Đấy, nhẹ nhàng. Và bây giờ mình sẽ xe này anh nó nói là xe này nếu mà đưa ấy thì lên đi chơi nữa là sẽ nhẹ hơn nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ nói luôn về cái cục máy này cho mọi người xem nha. Mình tắt máy ha. Mình không có đấy thì mình đó. Nhưng tiếng bữa này bữa rất là chưa lại nãy nhẹ mà. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái build xe này cũng như là nói về cái xe này làm những gì luôn ha. Thì xe này là gọi là làm full 150 nha mọi người, full 150 ha. Thì đây là tổng cái build mà bên làm máy gửi cho mình, thì cái này là 7.600.000 tổng hết luôn, 7.600.000 em chia sẻ thẳng luôn ha. Thì mình chỉ lấy tiền công đi lại cũng như kia khi mình cộng vô mình dọn xe thôi, còn này là cái phần máy. Rồi làm dên cộng với tay Uma là hết 1.200.000 nè. Hai full mặt đạn máy hết, là tất cả đạn trong máy hay hết mọi người. Rồi làm phần nồi là cái phần dán bố phần nồi trước á. Rồi làm 750 ắc nè, mấy cái ron Ford nè. Rồi làm đầu nè, tức là cái đầu này á, là phải hai cam cò làm đầu luôn, tại vì hôm bữa anh báo mình á, là cam này kia nó mòn hết rồi và lên cam 150 luôn mọi người. Rồi nhớt, tiền nhớt với cộng nước mát nè. Rồi phải làm cái bơm nước lại nè. Rồi tiền công anh thợ làm cộng dây sinh cam nữa với nè, cam lò xo 150 500 ngàn. Còn cái đầu này á, cái đầu này tức là người ta phải đem đi tiện vớt rồi, nói chung là phải làm cơ khí sơ nhẹ là phần đầu tí mọi người đó ha. Nói chung là sấy xuất bắp rồi làm lại phần đầu khí đó. Nói chung là full 150 ha. Và đây là 7.600.000 anh em, đây là chia sẻ hả anh em coi hãng mình, tại vì giờ tiệm ảnh làm thì ảnh ghi cho mình vậy thôi, còn công kém mình đi lại thì mình sẽ tính vô cái tiền nhận xe chứ mình cũng không có lấy lời gì cục máy này hết. Và nói chung là mình chạy nãy giờ cũng khá là ok, thì nói chung là có phát sinh thêm chi phí so với ban đầu dự tính của mình với khách đó. Thì cái này mình sẽ báo lại với khách mọi người, tại vì nói chung là xe cái máy nó là nó tả quá, anh nói mình máy tả quá, mình muốn lên 150 muốn chạy ổn định thì làm dên làm tay này kia hết là luôn, chứ không có đi 57 chứ không có kiểu như úp 150 úp lòng vô thôi thì chạy lâu ngày dên nó sẽ tả nó ha. Không phải hát vợ xe này lên đầu nữa, làm phần đầu cam cỏ cũng 150 nữa, coi như là full 150 các mọi người. Bây giờ mà chỉ cần mở cổ bô cho nó thoáng một tí với lại hai xe nữa là xe này cực kỳ nhẹ luôn, nãy giờ mình chạy cũng khá lượng ý.
có điều nó không còn tóc 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 giống như những chiếc xe rồi dương ha. Và thu âm điện thoại nó sẽ nghe hơi cực tiếng tới cực kỳ tới luôn mọi người. Đó thì nhưng mà mình sẽ chạy thêm một hai bữa nữa coi có được điện nữa hay không. Ok. Rồi ok, hello chào mọi người. Thì mình đã hoàn thành gần như là xong bên trong của chiếc app này nha. Thì bây giờ mình sẽ review sơ chứ mình không có làm chi tiết với mấy xe kia tại vì nó không có thời gian ha. Thì cái phần dàn đầu ha thì bao tai là cũ này. Rồi cái cụm này mình thay con ốc này, mình thay tại của chú xe nó hư rồi, con ốc này cũng không phải nha, người gắn bậy hư quẹ rồi. Cộng dây công tơ ốc cũng thay mới này ha. Rồi bên đây thì cái này sơn lại, cụm ga này luôn luôn thay mới nha. Bao tai giữ cũ, dây ga, dây e thì giữ cũ nha. Dây ga với dây cũ mình thay mới tại này nó đụng thường xuyên. Dây điện thì mình rửa chữa lại ok hết. Bánh trước thì này chủ xe mua phuộc này kia thì đã làm lại, heo dầu cũng đã bóp xong hết. Nói chung là giặt nhiều quá, bây giờ mình gấp quá rồi không có thời gian để làm nhiều nữa. Mình chỉ nói những phần chính và cái chỗ này mình sẽ cho mọi người xem cái phần bát mình đã làm trợ lực cho chủ xe nha. Rồi ở đây các nước mình đã tẩy lại sạch sẽ rồi, mình đi chét nước ha, mấy cái ống nước vừa hết rồi. Bát đây phía trước mình xài một bát bắt về ha, thì sẽ không hèn sườn, không cắt ti gì, không mài chẳng ba gì hết nha. Chẳng ba là mình thay mới rồi ha, chẳng ba chẳng hai thay mới nha. Đó thì sẽ vô giày, sau đó mình ở đây mình làm cái bát, bắt hai ốc vô sườn và cái trợ lực nó sẽ nằm lên xéo lên vậy ha. Thì đây mình cho mọi người coi cái bát mình làm ha. Đó mình làm sắt dày 2.5 ly, 2 ly, 3 ly gì mình cũng nhớ là 2 ly á, 2 ly hơn. Đó hiệu 12 ha. Rồi ở đây mình hèn một cái con 8 ly nữa. Ở đây cái bát làm uống nói chung mà ngang ngắn này kia hết rồi, không đụng chạm hết nha mọi người. Đó nó vừa tới thôi nó không đụng ha, không đụng nước đó. Và chỗ này có thể gắn được cái dây công tơ mép luôn, mình đã thử rồi ha. Đó mình làm gì thì cái này về riêng này kia nó khỏe ra, không có hèn sườn chứ bình thường em lại làm em sẽ hèn cái con ốc này ha. Đây thì chỗ này sẽ dùng cái bát phuộc, cái bát đúc cho phuộc lên, sau đó dùng cái bát kẹp phuộc cái này. Thì mình làm vậy thì tiết kiệm chi phí, rồi nói chung là về riêng nó dễ, nói chung mình làm thì hơi cực mình thôi. Rồi lọc gió này kia đâu mình thay kia hết ha, đèn hậu rồi sao mình giữ sườn thì mình sơn tĩnh điện hết full đồng bộ nha mọi người. Hắn đánh lại nè, thì nhâm sinh dĩa giữ cũ nè, cặp tem mình thay mới, mấy cái này mình giữ cũ hết, mình sơn lại hết mấy con ốc này, thì có một cái ốc chủ xe cũ mình giữ lại ha. Cái này mình sẽ thay hai con nữa nè, con này thằng số mình chưa gắn, nhâm sinh dĩa cũ ha, thì đã rửa sạch sẽ rồi, cụm sinh này sẽ rửa lại một lần nữa. Rồi cái tó này lát mình sẽ thay cái cụm sinh đen, tại vì cái này là của hàng một xe lúc trước chế đĩa người ta dời cái tó và cái loại sao tố này nha mọi người, tố đông là tố hàng một ha, thì mình sẽ đi với loại sao đen cho nó chìm bớt ha, theo yêu cầu chủ xe. Đi xăng này kia mình thay mới, dây điện này kia làm để đi lại gọn gàng rất là nhiều ha. Máy thì mình nói chung là mình sẽ rửa lần nữa, tại tối bây giờ mình sẵn mình quay cho mọi người anh em xem, mai mình ráp luôn, rửa sơ xong ráp luôn. Rồi bô này kia đã thay cổ mới, mấy cái nồi này kia là lóc ron này kia mình thay mới hết mọi người, tại vì làm nó ngon ha. Rồi chấm này xi lại ha, cổ bô lên cổ bô 3.4. Dây cái nước thì cái dây này là hai mới, bữa đó một nói hắn dây này giữ cũ xi lại ổ khóa cũ nè, mô bin cũ là mô ri. Rồi sạc, sạc nữa hắn, sạc của chủ xe bị mát nha mọi người, bị chạm mát hay cứ gắn cục sạc chủ xe vô là bị đứt cục chì, không hiểu sao nữa ha. Đây sạc chủ xe, thì bây giờ mình lấy một sạc riêng của xe khác mình gắn vào đỡ, mai mình sẽ mua cái sạc khác còn hai chủ xe sạc mới nha. Sạc này là sạc gì mình không biết ha, nhưng mà cứ gắn vô là bị chạm mát và đứt cục chì. Lúc trước là người ta nói hẳn luôn, người ta nói qua luôn thì vậy không an toàn, nhưng mà người nãy mình coi kiểm tra cầu chị, kiểm tra cầu chị đã bị nói ha. Đó thì dây điện thì chỉ còn ok này kia hết, càng cũng là càng cũ giữ lại. Có cái phần đĩa này thì cái đĩa này là cái bát này là bát, cái đĩa này chủ xe mua nha mọi người, đĩa này là chủ xe mua, cái bát này là bát chủ xe mua luôn, nhưng mà bát này gắn không vừa, gắn bị cạ đĩa, mình phải mua cái bát mới này kia, mình căn chỉnh này kia lại ha. Và cũng có chim ha, có chim ổn định cũng vậy này, để cho nó ngay ngắn nó nhẹ nhàng. Đó, tại vì bát này không phải là bát đặt, bát này là bát đặt, bát bình thường người ta bán ngoài thôi. Có 300 mấy không, 300 mấy là 400 ngàn à. Cái này người ha, bát này chủ xe mua 350 thì phải. Đó, đĩa S-Rail nha, chủ xe mua đĩa S-Rail, bát này bát như là bát chợ, nói chung bát chợ. Rồi, phục đã làm lại kia rồi hết hả. Mình sẽ thay nhớt mới, rồi mai mình sẽ vô nước mát rồi kia hết luôn. Lặt vặt nhiều lắm mọi người, mấy cái cao su ghi đông mình cũng thay mới cho nó cổ nó im ha, cao su ghi đông thay mới nè.
Nói chung là nhiều lắm, mình không có thể nào mà kể hết được. Mình sẽ tính đưa chiếc xe cho đầy đủ ha. Bên năm anh em dọn xe bên mình, cái nào mình tính mà anh em thấy không hợp lý mình tháo ra, nếu như không phải mình thay mình đợi anh em gấp 10. Cái nào mình có thay mình mới ghi, không thay là không ghi. Đó ha, mình cái nào mình rõ ràng ha. Dù một con ốc 50 ngàn mình vẫn ghi, nhưng mà mình có thay mình mới ghi. Rồi ok nha, thì hơi sơ cho anh em xem thế, mâm tánh cây mới, vỏ nó xô mới này kia hết đầy đủ. 4 tháng trước thì thay mới hẹn, tại vì đi điểm mới hẹn, còn 4 tháng sau mình giữ cũ ha, không có thay. Bố xe của chủ xe cũng là bố hãng rồi còn ngon. Rồi cao su chống đứng cũng có hai mới cốt chống đứng nha, rồi mấy cái chốt dẻ lật giặt, rồi cao su áo đó mình sẽ coi mình thay ha, lưới mình lật đó này là rồi lại đời chủ xe. Và Oppo thì mình thay giữa Oppo Reno và mình có đi mấy cục cao su hết nha mọi người, có cao su Oppo đủ hết ha cho chủ xe ngoài hết luôn, ốc Oppo còn kia nữa lật giặt nhiều lắm. Rồi ok vậy đi về cái phần đầu nè. Vậy cái phần đầu này, xe này thì vốn dĩ đã mới sẵn rồi, tại vì đã dần sẵn rồi. Bao tay là bao tay cũ của em này ha, rồi cụm nữa là cũ, đồng hồ cũng là cũ hết, rất là đẹp mới, cụm cũng là cụm cũ của em bình thường luôn. Rồi mình chỉ thay dàn áo, sơn tĩnh điện là full hết một dàn nha mọi người. Cặp tay thắng này thì mình mua mới này, còn những chi tiết bên trong là mình sẽ cho anh em coi phía sau nha, phần trong sau, bây giờ mình chỉ cho ngoài thôi. Và ngoài đây thì sẽ có những con ốc áo, là những con ốc của em đó nha mọi người, xe đã có sẵn ha, thì mình gắn trở lại thôi. Ốc áo rồi mâm xe này thì lên mâm 8 cây Racing Boy, vỏ Rosso em nói ha, sơn thì sơn tĩnh điện, rồi cần số của em nó đưa theo mình xi lại. Mấy cái này thì mình mang cá hay mới cái chân cũng xi lại, mấy này là cũ của em nó hết nha. Rồi sơn đúng là sơn cũ nha mọi người, thì mình đã xịt dưỡng lại, rửa lại dưỡng lại ha, thì nó cũng không mới hoàn toàn. Phục cũng là phục cũ của em, nó có sẵn luôn rồi. Bên đây trợ lực sườn nha. Trợ lực sườn thì mình đã làm được khoét ha, rồi bây giờ mình cho anh em coi ha. Rồi mình cho anh em coi cái phần này đó, mình đã khoét và làm ngay ngắn rồi khít khít luôn ha, chứ không có gọi là lố tay gì hết ha. Nè chỗ này ở trong đây nó, anh em thấy không, nó có một phần hở là do nè, cái trợ lực mình quay ra thì nó phải vô đó, nó nhưng mà có độ tăng đưa cái rơ đó, nói chung là vậy ha. Và đi hết hành trình này kia hết luôn là cũng rất là cực cái phần trợ lực này. Rồi anh em thông cảm với mình, để tiếp mình tiếp khách xong mình quay tiếp cho anh em xem nha. Trá đèn cũng là trá đèn cũ chú xe còn mới ha, hay demi cũng là mới ha, ốc này cũng là của chú xe. Rồi phần bánh sau bên đây thì cặp tay S1 rồi hay mới, cặp tay cũ chú xe nó cũ hơi cũ quá, gắn xe nhìn nó cũ quá ha, mâm 8 cây. Rồi biển số cũng là biển số bình thường của xe đã làm sẵn rồi, đuôi đèn đuôi đèn cũ. Bây giờ mình quay lại cho anh em xem phần kia. Nói chung mình làm cũng khá là nhiều, mình chỉ review sơ thôi, rồi mình sẽ cho bên em coi bên trong. Coi bên trong kỹ hơn. Rồi đây là phần bên phải. Rồi trước mắt là chủ xe có gửi cho mình một cái đĩa da dép ha, rồi cái bát này kia nó cũng trặc thì mình có làm clip sau rồi, đĩa da dép bát rồi heo dầu mình thay phốt, mình làm heo dầu kia lại cho nó nhẹ nhàng, phốt phủng này kia mình thay dây công tơ mét mình thay nè, này mình giữ xi lại cũng là xi trắng lại ha, này cũng là xi lại nè, mấy này là cũ xe nè, này là xi lại. Rồi mấy con ốc này cũng là cũ xe ha, mang cá thì hay mới, thì lọc nhớt lọc gió này kia cũng bảo dưỡng này kia thay hết cho em rồi, nhớt nhau nước mát kiểu Oppo là Oppo full đầy đủ ốc, có lông đền rồi có hai cái miếng cao su quay luôn nha. Thì ngay chỗ này là cái ngày xưa chủ xe ở chế Oppo bắt nên nó còn dương ốc này nha em, nhưng mà mình không thể nào mài cắt là được, tại nhiều khi nó lủng bô mày mất công nữa ha, thì để vậy để cho chắc ăn. Rồi biết lúc trước là mấy con ốc này gắn ốc xa lây da ốc inox nhưng mà nó ngắn quá mình thấy nó không an toàn, mình gắn lại con ốc dài hơn tí. Rồi mấy này cũng là cũ, mình xi là xi trắng rồi ha. Rồi yên cũ chú xe nha mọi người, cái yên này là do chắc lúc là làm máy á mọi người, bỏ ngoài cái anh tiệm ở ngoài đường thì nó hơi dính này một tí nha, thì chủ xe cũng sẽ làm yên lại, mình thì mình không làm thêm gì nữa tại vì phát sinh chi phí quá nhiều rồi. Cái bố tháng sau vẫn là bố hãng cũ chú xe, mình không có thay mới luôn. Rồi này kia ha, càng thắng kiểu giữ cũ lại. Rồi mấy cái sơn là chủ xe cái yêu cầu mình đi càng thắng đi làm tăng sơn nữa, nhưng mà lại phát sinh chi phí nhiều. Và anh em ha, có những cái ví dụ như stop chân này nè, là bình thường là mình cũng thay mới luôn nha, nhưng mà mình đủ mình vừa còn xài được, giữ tiết kiệm chi phí thì giữ cũ chủ xe luôn. Rồi
Tại vì nói chung là xe nó cũng phát sinh nhiều quá rồi, bây giờ mình càng làm thì càng phải yêu cầu nó hơn, càng làm thì càng phát sinh càng ấy ha. Phía trong yên đó thì nắp bình xăng mình cũng suy lại, nó dính gì lát về lát mình chà ra có ra không ha. Rồi cái này là cũng giữ cũ rồi luôn ha, lát mình rửa lại, hồi tối hôm qua mình rửa nó không kỹ này, mình thấy mình rửa không kỹ đấy, chứ cái này rửa lại là hết ha. Tại vì tối hôm qua mình kiếm cái này kiếm không ra, kiếm đã là thì mới thấy rồi, mà mình rửa cũ lại rồi, cái này mình cũng suy trắng lại ha. Nắp bình xăng này nếu mà ấy thì chú xe nên thay mới, tại vì mình cũng sợ nó bị nghẹt, nó bị nghẹt lỗ này quá mọi người, nhưng mà để coi có bị nghẹt hay không. Phần bên trong mình cũng mấy ha, thật sự là mình đã tiết kiệm, thứ nhất là mình làm trặt màu mình thấy cũng có lỗi rồi, cái thứ hai là làm hơi cao tiền nó phát sinh nhiều quá, cho nên là thật sự cái xe này mình dọn giá tuy nó cao nó vượt thả tầm nhưng mà rất tốt cho em luôn ha. Mình không lấy lời tiền máy tiền áo kêu đẹp không lấy lời, và thật sự là nếu mà so với giá trung bình mình dọn với mấy tiệm khác, bảo đảm anh em đem cái bill mình đem đến tiệm khác dọn là không bao giờ được luôn. Mình thật sự nói luôn ha, mình dọn xe rất là bình dân, mình không có tốn tiền bằng tốn này kia, cho nên giá bình thường anh em không phải, mình không có chặt chém gì anh em hay gì hết, chẳng qua là chạy vì mình thay đồ nhiều, có những thứ nó cần thiết nó cần làm mình bắt buộc mình phải thay nhiều thôi, đẩy lại nhu cầu anh em cao thì mình thay nhiều. Còn phần máy làm full 150 lồng mà 150 này kia mình đã review rồi ha, cam cò này kia hết luôn, mở của bô luôn ha. Và IC nếu mà cái anh làm máy cho mình, anh nó dặn là nếu mà ngon nữa thì hai IC nó sẽ nhẹ hơn miếng nữa, còn này mình làm hón nhẹ xe hón máy thôi, nói chung là im rồi đâm ra lại đây cho quên đây khỏi 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 lại ha. Cái này thì mình đã làm clip ở trong rồi hết luôn rồi ha, nói chung là giờ cũng rất là im ái nhẹ nhàng, lên ga rất là lanh ha, không có hụp không có gì hết. Thì thật sự lên full 150 cực kỳ nhẹ xe luôn anh em, rất là nhẹ xe luôn, chạy không biết xe rất là nhẹ, không có nặng trịch như mấy máy zin này kia. Rồi rồi thôi, bây giờ mình cho mọi người xem cái quá trình ban đầu cũng như là lúc mình nhận xe này rồi bên trong nó ra sao nha. Ok.